Cô chào các em. Sau đây cô sẽ cùng các em trả lời câu hỏi số 2 trong 13 sách giáo khoa sinh học 10, đề bài như sau. Hãy trình bày đặc điểm chính của giới khởi sinh, giới nguyên sinh và giới nấm. Như vậy, sau khi đọc đề bài các em cần phải xác định rõ. Giới khởi sinh nằm trong nhóm tế bào nhân sơ và giới nguyên sinh, giới nấm là hai giới nằm trong nhóm tế bào nhân thực. Để chúng ta có thể phân biệt rõ trước, sau đó chúng ta đi vào tìm hiểu chi tiết nhé. Thứ nhất, chúng ta sẽ đi tìm hiểu đặc điểm chính của giới khởi sinh. Và cụ thể đó chính là vi khuẩn. Đây là các sinh vật nhân sơ nhỏ bé, kích thước chỉ từ 1 cho đến 5 micromet. Vậy thì môi trường sống của giới khởi sinh sẽ là ở đâu? Thông thường, những loại vi khuẩn này sẽ có môi trường sống rất phong phú là đất, nước hay không khí. Và chính vì môi trường sống phong phú nên phương thức sống của chúng cũng rất đa dạng, có thể là ký sinh, hoại sinh hay tự dưỡng. Thứ hai, chúng ta sẽ đi tìm hiểu đặc điểm chính của giới nguyên sinh. Và cụ thể ở đây chúng ta nhớ ba đại diện điển hình gồm có tảo xoắn, nấm nhầy và động vật nguyên sinh. Tảo xoắn chính là các sinh vật nhân thực, đơn bào hoặc đa bào, quang tự dưỡng và sống trong nước. Nấm nhầy là sinh vật nhân thực, cơ thể sẽ tồn tại ở hai pha, đơn bào giống amip và hợp bào chính là khối chất nguyên sinh nhầy có nhiều nhân. Phương thức sống sẽ là dị dưỡng hay là hoại sinh. Còn đối với động vật nguyên sinh thì chúng là những sinh vật nhân thực và có phương thức sống là dị dưỡng hoặc là tự dưỡng. Cô ví dụ những động vật nguyên sinh như là trùng biến hình này, trùng đế dày hay là trùng kiết lỵ. Cuối cùng, chúng ta sẽ đi tìm hiểu về giới nấm. Và cô lấy ví dụ đó là hình ảnh về nấm hải sản. Giới nấm thì là những sinh vật nhân thực. Phần lớn tế bào của chúng có chứa chitin và không chứa lục lạp. Cơ thể đơn bào hoặc đa bào có cấu trúc dạng sợi. Sinh sản bằng hình thức vô tính, đó là nhờ bào tử hoặc là hữu tính. Phương thức sống của chúng là dị dưỡng, sống ký sinh, cộng sinh hay hoại sinh. Như vậy, chúng ta vừa tìm hiểu và trả lời xong câu hỏi số 2 trang 13 sách giáo khoa sinh học 10. Cảm ơn các bạn đã theo dõi và lắng nghe. Xin hẹn chào và hẹn gặp lại các bạn ở những bài tập tiếp theo.